sáng sớm ngày hôm sau, đi qua cầu độc mộc và qua thung lũng đầy tuyết, không khí càng ngày càng loãng, cuối cùng cũng mở ra con đường lên trên ở dưới vách đá. Mà con đường này dài 10 km, nhiệt độ dưới 0 độ. Chỉ có một con đường nhỏ giữa vách núi như thế này thực sự rất nguy hiểm. Đường bên dưới đều là đá không bằng phẳng, chỉ có thể để cho từng người từng con ngựa đi qua. Chỉ một chút không chú ý cũng có thể dẫn đến hậu quả rất nặng. Điều không đáng kể duy nhất chính là sự khác biệt giữa cuộc sống của con người và động vật. Đó là địa ngục sâu thẳm, mệnh do trời quyết. Sau buổi sáng nhiệt độ giảm mạnh, có gió và tuyết đan xen, cũng không biết giọt nước là mồ hôi hay tuyết. Mặc thêm một chiếc áo khoác, lại tiếp tục lên đường. Bọn họ phải đi thêm được 10 km nữa trước khi trời tối. Nếu mà qua đêm ở đây thì không ổn. Vì gió và tuyết nên tầm nhìn cũng vô cùng hạn chế. Anh chỉ có thể đi về phía tận cùng ở bên rìa vách đá. Một khi máy giặt ở trên lưng mà đập xuống mặt đất thì sẽ hỏng ngay. Cõng vật nặng 30 kg ở trên vai cũng sẽ làm cho bất kỳ một chàng trai khỏe mạnh nào thở dốc thôi. Không bất ngờ khi anh tụt lại cuối cùng của đoàn người, mà ở phía trước cũng xảy ra chuyện. Tại nơi cách đỉnh 2 km nữa, một con ngựa nhất quyết không chịu tiến thêm bước nữa. Đây là con ngựa mới mua về, cũng là lần đầu tiên nó đi quãng đường này. Bụng nó đã bị dây thừng buộc hẳn hết cả lên. Người đàn ông có đánh thế nào, nó cũng nhất quyết không chịu bước đi. Nhìn thấy con ngựa này thật sự quá mệt rồi, hai người chỉ còn cách bỏ bớt đồ xuống, rồi giấu vào ngọn cỏ ven đường. Lần sau khi xuống sẽ vác lên. Một con ngựa bằng 1 năm thu nhập của người ở đây. Chuyện quan trọng hơn là ngựa được coi là người bạn với con người, không thể để nó ở đó, nhưng mà ngựa vẫn phải tự tay dắt về. Vì chuyện của con ngựa nên hai người đã đến đỉnh núi muộn hơn dự tính 2 tiếng. Lên núi khó nhưng xuống núi còn khó hơn. Sau khi chỉnh lý mọi thứ, bọn họ lại xuống núi. Khi xuống núi, trọng lượng của ngựa và hàng hóa đều dồn hết về 2 chân trước của nó. Chân sau thì là bùn và đá rất trơn. Chỉ cần trượt chân thì hậu quả có thể tưởng tượng được. Cắn chặt răng mà đi xuống, cảnh trước mắt đã biến từ núi tuyết trở thành đồng cỏ rồi. Hai người thở hắt ra, chỗ khó nhằn nhất đã đi qua rồi. Hôm nay mọi người đã đi qua được 10 km khó nhằn nhất. Mọi người mệt đến nỗi không muốn nói chuyện, nằm ở trong lều nghỉ ngơi. Thanh niên này đến muộn, sau khi ăn một chút, trực tiếp nằm xuống ổ chăn. Hôm nay ở trên đỉnh núi tốn quá nhiều thời gian, lại ra mồ hôi nên chắc là bị cảm rồi. Buổi sáng ngày thứ 3, bọn họ xuất phát về hướng nhà của mình. Độ cao giảm dần từng chút một, có thể nhìn thấy rất nhiều động vật hoang dã. Có thể nói đến con đỉa hút máu người này. Ở dưới khe suối có một xác chết ngựa, bên cạnh xác là tiền và chuỗi hạt do chủ nhân để lại. Đây là tội lỗi của chủ nhân do đã không chăm lo cho nó tốt, cũng là ít tiền để cho nó sớm siêu thoát. Người ở đây cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này nhiều rồi, cũng chả dừng lại làm gì. Mà thứ làm bọn họ phải quan tâm hơn còn ở phía trước. Nước chảy khiến ngọn núi rất trơn trượt, rất dễ xảy ra sạt lở. Sau khi xuống dốc lại lên dốc, độ cao thì thấp nên nhiệt độ tăng lên. Bị sốt thương hẳn chắc chắn là mệt mỏi, nhưng anh vẫn nhanh chóng bước đi. Ở đây có rất nhiều đìa, lưu lại lâu không phải là một chuyện hay ho. Lại cắn răng đi thêm một lúc nữa. Lúc này thôn làng càng ngày càng gần rồi. Thôn làng này cũng tính là ở nơi khá bằng phẳng của sườn núi. Hai anh tiếp tục cố gắng đi tiếp, không lâu sau đã về được đến nhà rồi. Sự vui vẻ của người nhà là sự khẳng định rất lớn với anh. Khi mới kết hôn thì anh đã lên thị trấn mang tủ bếp về. Em bé mới sinh ra thì anh đã cõng xe đạp tập đi và sữa bột trên lưng. Gia đình có thêm người thì anh đã thay đổi bàn ăn. 7 năm trước thôn có điện thì anh mang tivi về. Mỗi một lần anh đi đều mang đồ về, vì anh muốn đem đến cho vợ con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mà các loại vật tư khác thì được đưa đến cửa hàng ở trong thôn. Những cố gắng và nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng. Khuôn mặt của mọi người cuối cùng đã nở nụ cười. Cảm ơn bạn đã xem video của mình. Hãy nhấn đăng ký để đón xem những video hay nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của mình. Hãy nhấn đăng ký để đón xem những video hay nhé. Con ốc vòi voi nhận được sự yêu thích mãnh liệt. Trong nước đã nuôi được rồi, vì sao giá cả lại vẫn đắt đỏ như vậy? Sau khi xem xong quá trình nuôi dưỡng, bạn sẽ biết vì sao chúng lại đắt như vậy. Đây là nông trại nuôi ốc vòi voi ở Canada. Nhìn trông có vẻ không phải là biển lớn, nhưng mỗi năm lại có thể sản sinh hàng chục tấn ốc vòi voi. Mùa xuân chính là mùa sinh đẻ của chúng. Công nhân chỉnh mực nước ấm khoảng 17 độ, đem chúng đến vùng cách thủy lãng mạn, đem thứ mà chúng thích ăn bỏ vào trong. Đây là sinh vật phù du ở địa phương. Dưới tâm trạng vui vẻ, ốc đực sẽ phóng ra tinh trùng. Tinh trùng kết hợp với trứng, một cặp vợ chồng ốc vòi voi có thể tạo ra hàng triệu trứng được thụ tinh.
khi trứng lớn đến độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cần ít nhất khoảng 3 tháng. Công nhân lúc này vô cùng cẩn thận, xây dựng một khu nhà trẻ cho lũ trứng. Ở nơi này bọn chúng có thể hưởng thụ một môi trường còn tự nhiên hơn ngoài thiên nhiên. Trải qua 3 tháng sinh trưởng, ốc vòi voi con lớn chừng 3 mm, nhà trẻ nhỏ không còn hợp với chúng nữa. Bây giờ chúng sẽ được chuyển đến môi trường hoang dã. Bọn ốc được đặt trong chiếc lồng lưới trôi nổi. Một chiếc lồng như vậy có thể để vài chục con ốc vòi voi con. Công nhân cẩn thận đậy nắp cho những chiếc lồng. Những chiếc nắp này có thể phòng chống những kẻ săn mồi như sao biển hoặc cua. Ở trong đó bọn chúng có thể yên tâm trưởng thành. Lồng lưới được đặt trên một chiếc giá đặc biệt, từ từ chìm xuống đáy biển. Trong khoảng thời gian sống ở đây, bọn chúng sẽ được biển cung cấp sinh vật phù du để sống. Nửa năm sau, công nhân đem chúng vớt lên. Bây giờ đã có đầu, lại không còn thích hợp sống trong lồng nữa. Bọn chúng cần nhiều cát hơn để che cơ thể. Công nhân lại đem chúng ra bãi biển. Đây là nơi cuối cùng mà bố mẹ chúng sống. Những con cò bên bãi biển nhìn chằm chằm vào lúc ốc vòi voi. Chỉ cần có cơ hội, liền nuốt sống đám ốc này. Công nhân đem ốc vòi voi con bỏ vào những chiếc bình nhựa, nhờ vào thủy chiều xuống. Dùng một cái sảnh đặc biệt, múc một hố đất ở bãi biển, quây lưới xung quanh, rồi đặt vào chiếc hố vừa được đào. Đây không phải là để phòng bọn chúng chạy trốn. Đây là công cụ bảo vệ chúng khỏi nguy hiểm. Không có lưới, lúc nào cũng có thể làm mồi cho cua hoặc cò. Trong mỗi chiếc lưới, chỉ có thể chứa 3 con ốc vòi voi con. Rất nhanh chúng sẽ sống cuộc sống ẩn nấp trong cát. Theo dòng thời gian trôi, dưới tác động của ngoại cảnh, chúng có thể dài khoảng hơn 1 mét. Nhưng mà vòi của chúng sẽ luôn nằm ở trên mặt cát. Ăn uống gì cũng đều dựa vào cái miệng nhỏ xinh này đưa thức ăn. Thủy triều rút, trên vùng cát nuôi dưỡng, thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng hàng chục ngàn con ốc vòi voi phun nước. Thực tế không có đẹp đẽ như thế. Đấy là lúc ốc vòi voi bài tiết. Ở bãi cát sinh trưởng trong 6 năm, ốc vòi voi cũng đã đến lúc thật sự trưởng thành. Công nhân dùng một chiếc ống dài 1 mét đâm xuống cát. Sau khi làm loãng bùn, ốc vòi voi sẽ bị nổi lên trên. Ốc vòi voi 6 tuổi có thể nặng đến hàng kg. Nếu như cứ để nó tiếp tục sống, nó có thể sống đến 50 tuổi. Nhưng với tuổi thọ như vậy, có lẽ không nhai nổi thức ăn nữa rồi. Những con ốc vòi voi mới thu hoạch về được phân loại theo kích cỡ. Vì là hải sản, nên phải đảm bảo còn tươi sống. Vì thế trong 10 mấy tiếng, bọn chúng sẽ ở trên máy bay, phiêu du đến phương đông xa xôi. Giá trị của ốc vòi voi vẫn luôn cao như vậy. Không phải vì khó nuôi, mà thời gian sinh trưởng thật sự quá dài. Tải này làm thế nào mà rơi xuống nước được? Bởi vì gần đó không có đường quốc lộ, mỗi lần qua được đến cảng rất khó khăn. Cho nên số lượng hàng mỗi lần cần vận chuyển rất lớn. Trở ngại lớn nhất không đâu xa, đó chính là một con sông lớn. Rất nhiều con thuyền đã chìm. Nhân viên cũng suýt chút nữa đi thỉnh kinh. Rất nhanh chiếc xe thứ hai đến. Thấy gì không baby? Chiếc thứ hai còn chở nhiều hơn cả chiếc thứ nhất. Tài xế khéo léo di chuyển dế yêu của mình. Đột nhiên chiếc xe có sự rung chuyển nhẹ. Nặng quá mà. Sau đó xuất hiện chiếc thứ ba, chở rất nhiều gỗ luôn. Với trọng lượng khủng như vậy, nhưng tài xế vẫn có một niềm tin mãnh liệt đưa chúng vào bờ an toàn. Như vậy thì chỉ cần một chuyến thôi là đủ rồi. Sau đó có thể yên tâm về nhà ăn cơm ngon lành. Tên còn lại nghe xong thấy hợp lý quá chừng, cho nên cho phép đưa cả hai cập bến. Chiếc xe tải thứ ba cũng miễn cưỡng lên thuyền. Ô, nó gần chìm rồi đúng không? Chỗ phía sau còn rất ít. Hùi hộp quá, chiếc xe tải thứ ba mới lên được một nửa thôi. Cho nên hai ông tài xế kia nhắc nhở, cứ như vậy thì thuyền sẽ không thăng bằng nổi. Chiếc thuyền bắt đầu xuất phát rồi. Nếu như không để ý kỹ, thì chưa chắc bạn đã nhìn ra chiếc tàu đang di chuyển. Bởi vì trọng tải quá lớn, thuyền dần dần đi xa, với vận tốc ngày càng nhanh. Nhìn mà lạnh hết cả sống lưng. Nhân viên đi đến bên phải mạ thuyền, kiểm tra thuyền một chút, xem nước ở mức nào của thuyền rồi. Với thể trọng như vậy, thì nước đã ngập cả khoang thuyền. Nhưng không sao hê, anh ta có vẻ như không an tâm lắm, có gì đó không đúng. Mấy ông tài xế kia cũng hoảng lên. Nếu như rơi xuống nước thì có phải được cười không chứ? Phải làm sao đây? Họ điều chỉnh lại xe, để có thể cứu vãn được tình thế. Nhưng tất cả đã muộn, thời gian không cho phép họ hành động nữa rồi. 3 chiếc xe đổ ụp xuống sông, may mà nhân viên và tài xế kịp chạy, nên họ đã thoát mạng, không có ai bị thương. Hay hơn là, những người họ còn chụp hình quay video các thứ. Đúng là to gan mà. Sau đó họ gọi đội cứu hộ đến. SOS, SOS, đội cứu hộ đến rồi đây. Cảm ơn bạn đã xem video của mình. Hãy nhấn đăng ký để đón xem những video hay nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của mình. Hãy nhấn đăng ký để đón xem những video hay nhé.
Nam dùng bao bọc thực phẩm để dựng lều. Nhìn thì rất thú vị, nhưng không biết có chứa nổi hai người không nữa. Tiểu Mỹ cùng bạn bè ở lại trong rừng một đêm, vì chặt cây không nổi, nên họ từ bỏ ý định dựng lều bằng cây. Sau đó họ đã đưa ra quyết định là dùng đồ bọc thực phẩm để dựng lều, lấy dụng cụ ra nào. Tiếp theo cuốn quanh một cột, sau đó cuốn cả bốn cột lại với nhau. Cứ như vậy cuốn mấy chục vòng, cảm thấy được khá vòng, thì tiếp tục quấn đồ bọc thực phẩm lại với nhau. Cơ bản như vậy là được rồi. Sau đó tạo nền lều nào, trước tiên cuộn xung quanh mấy chục vòng, sau đó cuộn ngược lại thêm mấy chục vòng. Làm như vậy với mục đích gì nhỉ? Để lát nữa nằm lên thì sẽ không bị rơi xuống. Tiểu Mỹ sợ rằng sau khi ngủ quên giữa đêm sẽ bị rơi, cô ấy nhanh trí cuốn thêm mấy chục vòng. Cuối cùng cũng đủ dày rồi, cô ấy đặt màng bọc thực phẩm qua một bên. Vậy là chiếc giường đã hoàn thành rồi đây, ngồi lên thử chút xem được chưa? Quả thật không tồi, cảm giác lạ lắm, còn rất chắc chắn. Lúc này trời đang mưa nhỏ rồi, Tiểu Mỹ quyết định tu sửa lại, bởi vì sợ đứng lên sẽ quá nặng, màng bọc thực phẩm không chịu nổi. Cuốn thêm cho nó mấy vòng nữa, thử đứng lên lần nữa xem nào. Không sao, vẫn còn chắc chắn. Cũng dùng cách này để tạo nên bốn bức tường hoành tráng. Bởi vì đứng trên này nên quá trình làm khá khó khăn, khá là dày công đấy. Nhưng đã có màng bảo vệ lo, không xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Nhìn thấy mọi thứ đều ok là, Tiểu Mỹ tăng tốc độ. Bởi vì màng bọc thực phẩm sẽ giúp cách nước, nên có cái che mưa là tốt rồi. Tiếp theo là bọc xung quanh. Phòng buổi tối có nhiều côn trùng. Buổi tối trong rừng côn trùng nhiều vô số kể, rất dễ trở thành con mồi của chúng. Cứ cuốn tầng này đến tầng khác, bởi vì chiều cao có hạn, cho nên Tiểu Mỹ dùng cây cọc để cuốn, chậm chậm mà chắc chắn, cố định tất cả lại. Thành công rồi, một căn lều bé bé đã được hoàn thành. Tiểu Mỹ lên ngồi thử, vừa an toàn vừa thú vị, giống như chiếc giường huyền thoại ngày còn bé vậy. Vì lợp lều mà quần áo đã dơ hết rồi, Tiểu Mỹ thay đồ ngủ, ăn món mà mình thích, quá là sung sướng luôn. Màng bọc thực phẩm còn có thể dựng nhà, thật an toàn, không sợ côn trùng nữa rồi, còn không sợ gió bão luôn. Nếu có hứng thú hãy thử ngay trong lần mạo hiểm tiếp theo nhé.